Hi, chào bạn nha, mình là Quỳnh Trang, xe máy nhập khẩu Đại Nam. Và hôm nay là Trang sẽ đến top 5 hai phiên bản của dòng tay ga. Thì hiện tại sẽ có một là em Vision, hai là SH More. Phiên bản này là của Honda nha mọi người. Và hiện tại là Trang sẽ cập nhật giá xe cho các bạn tham khảo luôn nha. Thì đối với dòng SH More đi ha, thì nó sẽ có hai phiên bản là của 2022 và 2023. Và phanh sẽ có luôn phanh CBS và phanh ABS ha. Cái con mà Trang ngồi ở đây thì phanh ABS nha mọi người. Và giá nó cũng sẽ chênh lệch nha. Đối với dòng CBS hiện tại giá bên Trang sẽ dao động tầm khoảng là từ 57 tới 59. Còn đối với phiên bản ABS thì giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 67 tới 68 nha các bạn. Đối với những cái dòng xe này thì các bạn khi mà mua trả góp, trả trước cho Trang tầm khoảng là từ 10 triệu đối với dòng CBS ha. Còn dòng ABS thì các bạn phải trả trước tầm khoảng từ 15 tới 20 triệu nha. Tại vì giá xe nó chênh lệch tầm 10 triệu rồi, cho nên là mình phải trả trước nhiều hơn để cái tỷ lệ đậu của mình nó sẽ dễ hơn nha. Phiên bản Trang đang ngồi ở đây là màu xanh đen, phiên bản là ABS. Và hiện tại là Trang thấy là đối với dòng SH More thì đang có rất là nhiều màu cho các bạn dễ lựa chọn. Thì sẽ có màu xanh này, màu trắng này, màu đỏ này và có màu xám. Xám thì có hai loại là xám lông chuột và xám xi măng luôn nha. Cho nên là tùy theo các bạn muốn thích màu gì thì bên Trang sẽ hỗ trợ màu đó. Còn các bạn mà hay nhắn tin cho Trang hỏi những cái màu chẳng hạn như là màu hồng này, màu iPhone 14 này, những cái màu đó là bên Trang hỗ trợ độ sơn cho các bạn. Cho nên là khi mà các bạn nếu mà thích những cái màu 3D đó thì chỉ cần alo cho Trang trước là 0362973808 nha. Trang sẽ hỗ trợ là độ sơn tầm khoảng từ 2 tới 4 ngày là sẽ có cái màu ưng ý cho các bạn tham khảo ha. Thì đối với dòng xe này thì Trang thấy rất là sang, bộ máy cực kỳ êm nha. Phân khúc của nó là 125 nha các bạn. Nói chung là nếu các bạn muốn tham khảo những cái màu nhiều hơn thì nhớ liên hệ ngay cho Trang nha. Và kế bên Trang sẽ là một em Vision ha các bạn. Vision này là phiên bản của 2022 nha. Nó đã ra mắt phiên bản của 2023. Và Trang thấy là phiên bản cái màu 23 thì Trang thấy là nó xanh nhưng mà xanh khác nha mọi người. Vẫn là xanh đen nhưng mà nó sẽ pha một chút màu đen nhiều hơn hoặc là chút màu xanh nhiều hơn. Đây ha, này là của 2022 và giá nó cũng như nhau nha các bạn, rộng tầm khoảng là từ 34 tới 38 tùy theo bản ha. Thì các bạn có thể thấy là đối với dòng xe này thì giá nó mềm hơn dòng SH More đúng không? Nói chung là Trang thấy là rẻ hơn đi tầm khoảng gần phân nửa luôn á. Và để trước Trang tầm khoảng từ 3 tới 5 triệu nha. Thì các bạn có thể sở hữu được em này rồi. Và phân khúc của nó là 110 nha. Đặc điểm mà khi mà các bạn mua hai màu xanh này, khi mà chán những cái màu này, đi tầm khoảng vài năm khi mình nhìn vào mình thấy chán đúng không? Hỗ trợ đặc sơn khác nha, chẳng hạn như là xanh lá, xanh ngọc bích, xanh rêu, xanh dương gì đó, xanh gì cũng được miễn là cà vẹt ra màu xanh đen thì các bạn vẫn lưu thông bình thường nha, rất là hợp đúng không? Đây ha, thì Trang thấy là phiên bản này hiện tại cũng đang có rất là nhiều màu này, trắng này, đỏ này, xanh này, có đen mờ này, có xám xi măng và có xanh xám nữa nha. Nói chung là hiện tại Vision phiên bản zin của nhà máy cũng đang có rất là nhiều màu. Và đặc biệt là màu 3D thì khỏi nói nha, khỏi bàn luôn, màu gì cũng có. Bên Trang rất là nhiều màu đối với dòng xe Vision. Đây ha, nói chung đây là hai dòng xe Trang nghĩ là phái nữ mình đang rất là ưa chuộng luôn. Cho nên nếu mà chị em nào mình đang phân vân là không biết chọn dòng xe nào, có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng để được Trang tư vấn, hoặc là nhắn tin trực tiếp để Trang có thể góp ý kiến cho các bạn, để các bạn xem thử là con xe nào phù hợp với khả năng của mình nha. Và nhớ địa chỉ cửa hàng bên Trang là khu phố 2 Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương nha mọi người. Kế bên khu lịch Đại Nam rất là dễ tìm, cho nên là khi nào ghé nhớ gọi Trang trước nha. Và nhớ đăng ký kênh top 5 để các bạn có thể cập nhật được nhiều giá xe hơn. Và nhớ theo dõi Trang luôn nha.